Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Bot Dog. Và hôm nay mình sẽ lên sàn và lại chia sẻ gửi tới mọi người một chú chó mông cộc đỏ cái tơ, hiện tại là khoảng tầm hơn 6 tháng tuổi. Và mình sẽ chia sẻ gửi tới mọi người, anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu nó mang về nuôi trông giữ nhà hoặc làm thú cưng thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình nha. Và đây, con này thì hôm qua thì mình mới bắt nó về nhà, cũng hơi nhát. Đấy, con này thì hơi nhát. Mình sẽ chia sẻ gửi tới mọi người cận kẽ từng ly từng tí một. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nha. Mình kiểm tra răng rồi nha, đầy đủ. Kiểm tra răng rồi, đầy đủ. Và nó là đỏ tuyền nhá. Đấy, và gửi tới mọi người luôn là cọc như thế nào thì mình nói như vậy. Đây là cọc thỏ, nhưng mà gọi là cọc thỏ hơi dài. Đấy nha, có hạt gạo nha mọi người nhá. Cọc thỏ hơi dài, có hạt gạo. Hiện tại trạng cân của bé nó khoảng tầm trên 16 kg. Đấy, khung bệ cũng khá là to. Đây, để mình đùi lại để cho mọi người theo dõi kỹ càng hơn. Nó có vẻ nó hiện tại nó hơi nhát, nhưng mà bây giờ mình về nhà mình sờ người nó thoải mái. Con này chắc chỉ có vài hôm nữa thì nó mới quen người, nó mới nhanh nhẹn hơn. Và lát nữa thì mình cũng xích nó ở ngoài để cho đi lại nó tự do, để cho mọi người biết, để cho mọi người nhìn thấy. Mình kiểm tra rồi, tuyền màu có khoảng tầm 5-6 sợi ở chỗ trước ngực này, 5-6 sợi màu trắng nhá. Chân tay thì kiểm tra đầy đủ, không huyền đề. Đấy, không huyền đề đâu nhá. Chân tay thì kiểm tra không có huyền đề. Tí thì đầy đủ nha mọi người nhá. Tí thì đầy đủ. Chân tay khung gọng thì khá là to. Như con cái chân tay này thì cũng khá là to đấy. Mặt thì cũng vừa phải, cân đối với cả cơ thể, chứ không phải là nhỏ quá, cũng không phải là to quá. Và một điểm ở đây nữa là một điểm mình đang rất là thích là nó tuyền màu. Và một con cái có khoảng tầm khung bệ khoảng tầm trên 16 kg, mà 6 tháng tuổi như thế này gọi là đạt biểu cân rồi. Trong giới mông cộc, giới chuyên môn chân sâu thì gọi là đạt yêu cầu rồi. Cái bộ lông này thì mình cũng không đánh giá quá cao, bởi vì nó không phải là màu đỏ đậm. Nhưng mà mình đã nhìn thấy con bố của nó khá là đẹp và là đậm, nên là cũng có thể là mình mang về mình nhân giống ấy, thì cũng có thể ra xác suất là con của nó sẽ đẹp. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua mình muốn sở hữu nó thì mình sẽ để cho một cái giá rất là vừa phải thôi. Và không có anh em nào thích yêu thích nó thì mình sẽ để lại để mình nuôi nó, để kiếm một đàn con chơi cũng được. Đấy, bởi vì nhà mình cũng không phải nuôi quá nhiều, mình nuôi xong là mình có điều kiện mình chăm sóc, mình huấn luyện nó thì cũng khá là hay. Đấy, thì mình rất là mong muốn anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu cùng với cả mình, đấy, qua dòng chó mông cộc này thì có thể liên hệ qua mình tư vấn cho cách chăm sóc và cách phối giống, hay là cách dạy một chú chó mà chưa qua trường lớp gì cả. Đấy, đấy, tuyền màu nha mọi người nha. Hai cọc thỏ dài. Hiện tại mình được có hơn 6 tháng mấy ngày thôi. Kiểm tra răng thì đầy đủ nha mọi người nha. Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà nên là cũng hơi nhát, nên cái đuôi của nó vẫn chưa dựng lên đâu.
Con này thì mặt mũi với cả cơ thể khá là cân đối, chân tay rất là thẳng. Đấy. Mặt thì cũng không phải là to lắm, tai cũng không phải to lắm, vừa phải so với cơ thể. Đuôi thì cộc thỏ, hơi dài một tí xíu. Con này thì vừa mới hôm qua mới về nhà mình thì nó vẫn hơi nhát, nhưng mà cũng rất là thân thiện, gần gũi lắm, sờ mó thoải mái. Con này thì lưỡi đốm 75% nha mọi người nhá. Đấy. Rồi, mình lại quay lại cho cái phần đuôi cho mọi người xem. Con này thì là cộc thỏ nhưng mà nó hơi dài. Nhưng mà này nếu là cái thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đó, cộc thỏ. Đấy. Theo mình thì cộc thỏ thì nó là như vậy, nó là hơi dài. Còn đâu có những người thì bảo là như thế là nó là cộc thỏ. Không quan trọng, quan trọng nhất là mình nuôi để mình sinh sản thì nên tìm một con chó giống bố nó, đuôi nó đẹp hơn. Đấy, da gen giống của nó tốt hơn thì mình sẽ cho đi phối, thì có thể là có những con mông cộc đẹp hơn để mình chơi. Đấy, thông qua cái video này thì mình cũng xin báo giá gửi tới mọi người. Chú mông cộc này thì mình đang giao bán 6,5 triệu cho anh em nào mà lân cận là ở gần với mình, là ở Hưng Yên mình đây, thì mình sẽ bán cho tầm giá đấy là mình sẽ ship. Còn đâu những cái bạn nào mà ở xa quá thì mình không ship đâu nhá. Ví dụ như là trong vòng bán kính khoảng tầm trên 30 cây là mình không bao ship, còn đâu dưới 30 cây thì mình sẽ bao ship thôi nhá. Đó, thì mình có điều kiện, mình có thời gian thì mình sẽ ship cho bạn, những cái bạn nào mà trong vòng bán kính ở chỗ Hưng Yên này dao động khoảng tầm 30 cây thì mình sẽ bao ship cho. Còn những bạn nào mà xa hơn thì phải chịu tiền phí ship nha mọi người nhé. Mình cũng báo giá ở trên cái video này để mọi người xem, mọi người có nhu cầu muốn sở hữu chú chó mông cộc, cái tơ, cộc thỏ nâu đỏ, lưỡi đốm 75% thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Mình xin nhắc lại số điện thoại của mình 0976 370 396. Con này thì mình đã được kiểm tra tất tần tật các thứ rồi. Đấy. Thậm chí là cả vấn đề về sinh dục của cún mình cũng đã kiểm tra kỹ càng. Đấy. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì cứ thì có thể liên hệ qua mình, thì mình đã kiểm tra mọi thứ rồi. Nuôi làm thú cưng hoặc là nuôi sinh sản đều ok nhé mọi người nha. Bởi vì là chú cún này hiện tại nó đang hơn 6 tháng tuổi mà đã khung bệ, nó đã to như thế này rồi, nó đã đẹp như thế này rồi, thì có thể là sau vài tháng nữa nó sẽ lơ và đẻ ra một lứa con, thì khung bệ của nó sẽ thoát thân và cổ thoát người hơn và sẽ đẹp hơn. Đó, cơ thể của nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Đấy thì rất mong mọi người có nhu cầu muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua với cả mình. Đấy. Chân tay khá là thẳng, mình rất là thích cái phần chân tay của bạn. Nào, bây giờ về sau nào cha. Đấy. Đấy, mình không chỉnh sửa gì đâu nhá. Đấy, mình để như nào thì để như thế để cho mọi người xem. Thực sự là nếu mà một chú chó mông cộc mà khoảng tầm này tuổi, tầm này tháng tuổi, chân thẳng này, đấy, và khung bệ nó khoảng tầm cỡ cân này, thì giá tiền đó 6,5 triệu thì có thể mua được rồi, hiện tại đấy có thể mua được rồi. Bởi vì là những cái con mà bạn mua chó con ấy, nó xác suất nuôi nó và ốm đau bệnh tật thì nó có thể là cao hơn so với các bạn này. Nếu các bạn này mà mọi người mà có nhu cầu thì chắc ăn nhất là mua loại này về mình thả ở nhà hoặc là thả ở vườn ấy, nó đều có sức đề kháng rất là tốt, nên là mọi người không cần phải suy nghĩ là nó ốm đau bệnh tật là nó lăn quay ra thì nó chết.
Thì con này tầm cỡ chặng cân này và tuổi này rồi, ok rồi. Thì sức khỏe của nó rất là tốt, nên là rất mong mọi người có thể có điều kiện giao lưu với cả mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người theo dõi video thì hay nhớ like và chia sẻ cái video này. Đặc biệt những bạn nào đến với kênh lần đầu tiên thì hãy tặng cho mình một nút đăng ký và chia sẻ cái video này để cho nhiều người biết tới hơn. Và có thắc mắc gì và có nhu cầu như thế nào với dòng giống chó mông cộc này thì có thể comment ở phần bên dưới để chia sẻ cùng với mình, để giúp cho dòng giống chó mông cộc ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.